Nếu như dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 của Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì phí qua hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 sẽ tăng gấp 3 lần đối với xe tiêu chuẩn. Theo đó, vào giai đoạn đầu, từ khi thông tư có hiệu lực đến hết 31 tháng 3 năm 2016, mức thu là 30.000 đồng một lượt, một trạm đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, tăng gấp 3 so với mức phí hiện tại. 40.000 đồng một lượt một trạm đối với xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn. 50.000 đồng một lượt một trạm đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn. 80.000 đồng một lượt một trạm đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet. 160.000 đồng một lượt một trạm đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet. Giai đoạn thứ hai áp dụng từ thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2016 trở đi, các mức thu phí tại hai trạm này sẽ thay đổi tương ứng là 45.000 đồng một lượt một trạm, 60.000 đồng một lượt một trạm, 75.000 đồng một lượt một trạm, 140.000 đồng một lượt một trạm và 200.000 đồng một lượt một trạm. Lý giải cho vấn đề này, đại diện Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, đơn vị tính phí quốc lộ 5 cho biết, các mức thu hiện hành trên quốc lộ 5 đã được duy trì 10 năm nay và đang là mức phí thấp nhất trên toàn quốc, dao động từ 10.000 đồng một lượt đến 80.000 đồng một lượt. Và việc tăng mức phí lần này là đúng theo lộ trình.